Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai là bản tin cập nhật diễn biến cực kỳ nguy hiểm nhất của cơn bão số 3. Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 là cơn bão có sự phát triển rất nguy hiểm và có hướng di chuyển phức tạp khó lường, liên tục mạnh lên từng cấp rất nhanh. Bão sẽ đi ngang qua trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 60 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6 đến cấp 7, tức là 40 đến 60 km/h, giật cấp 11. Người dân trong khu vực này cần lưu ý cảnh giác. Sau đây là chi tiết của cơn bão. Hồi 10 giờ ngày 21 tháng 7, vị trí tâm bão ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc, 111,1 độ kinh đông, ngay trên đất liền ven biển phía tây nam của Quảng Đông Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 22 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,4 độ vĩ bắc, 109,3 độ kinh đông, trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 180 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía bắc vị tuyến 20 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 108 đến 113 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Bà con ngư dân cần đề phòng và tìm nơi trú ẩn an toàn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam. Đến 7 giờ ngày 23 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,1 độ vĩ bắc, 108,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 60 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng nam đông nam, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Và sau đó, tình hình trong thực tế diễn biến như thế nào, chúng tôi sẽ cập nhật trong những bản tin sắp tới. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để liên tục nhận được những bản tin mới nhất. Cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển. Từ nay đến ngày mai, ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và dông. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là tin mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc sét, gió giật mạnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Hiện nay, ở khu vực Tây Bắc và miền Bắc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Dự báo do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 3 kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên trong ngày, đêm hôm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với rìa phía tây cơn bão số 3, nên từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm trên đợt. Riêng khu vực Đông Bắc và các huyện đảo Cát Tơ, Bạch Long Vĩ có mưa rất to từ 100 đến 250mm trên đợt, có nơi trên 250mm trên đợt. Còn khu vực Hà Nội ngày và đêm nay sang đến ngày mai có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, nên từ ngày nay đến ngày 24 tháng 7 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Mưa lớn tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét là cấp 1. Tiếp theo bản tin là tin nắng nóng ở khu vực Trung Bộ. Hiện nay ở khu vực vùng núi Bắc Trung Bộ và khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ngày mai ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 12 giờ đến 16 giờ. Từ ngày 1 ngày 23 tháng 7, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng thu hẹp và dịu dần. Cảnh báo tác động của nắng nóng: do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thở mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Sáng đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Tây Bắc có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Riêng Lai Châu và Điện Biên từ 29 đến 32 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, ngày có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Sang đến thời tiết Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Lưu xuống thời tiết Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi,
riêng chiều tối có mưa rào vài, rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.